Chiều ngày 6 tháng 3 năm 2021, trên quốc lộ 60 đoạn qua địa bàn phường 10, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nguyên do là do xe ba gác bị gãy bánh sau rồi tông vào giải phân cách và nằm chắn ngang đường. May mắn vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường kể lại, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 6 tháng 3, xe ba gác mang biển kiểm soát 63B908467, chưa rõ tên tuổi tài xế, điều khiển chở bã cơm thức ăn cho heo đang trên đường lưu thông trên quốc lộ 60 hướng đi từ nội ô thành phố Mỹ Tho ra quốc lộ 1A. Khi xe đi ngang qua địa bàn phường 10 thành phố Mỹ Tho thì bánh sau phía bên trái bất ngờ bị gãy trục xúc rời ra ngoài. Tiếp đó thì chiếc xe bị mất kiểm soát rồi quay ngang và lao đầu vào giải phân cách trên đường. Cú tông này đã làm phần bánh trước bị gãy rời ra ngoài. May mắn vụ tai nạn giao thông không gây thương vong về người, nhưng bã cơm thức ăn cho heo đổ tràn ra khắp mặt đường nên nhà xe đã phải dùng nước dội rửa mặt đường để tránh trơn trượt cho người tham gia giao thông. Ngoài ra sau tai nạn thì nhà xe tự khắc phục hậu quả rồi rời khỏi hiện trường và không trình báo cơ quan chức năng.